các bạn thấy hay không ạ? Một con Mi 576 hàng nội địa trung ương Trung Quốc, em đang chạy một máy nhá. Bác Bình để cái loa bốt lên đây để đấu luôn cho các bác, chạy lốt máy nữa. Bác đặt luôn chiếc loa bốt lên đây rồi. Đây đây. Bác cứ nhấc vào đấy. Bác cứ đấy. Rồi bác đấu luôn cả loa bốt vào giúp em. Bác đấu luôn vào máy bên này. Đấy, em đang chạy một máy nhá các bác nhá. Đây này, đây chạy một máy bên kia. Cài lốt máy bên này các bác. Cặp loa này em sẽ chuyển vào trong miền Nam cho bác Tuấn Vũ. Bác mua con 506 nội địa trung ương Trung Quốc rồi. Và một cặp loa Prodio của Nhật Bản. Cặp loa này ghép với cả con 506 này. Và nếu bác nào mà với cái cấu hình 506 nội địa Trung Quốc ghép với Pro và ghép với một đôi bốt kìa, em thấy nó rất là ngon bổ rẻ. Chứ em không ghép với ở bốt đắp nhá, bốt C2 thôi. Các bác cứ chơi như này cho em, phải nói là cực kỳ là phê và giá lại rất là rẻ các bác nhá. Con nội địa Trung Quốc này giá thì những con đẹp này nó rơi vào xấp xỉ khoảng 5 triệu đồng. Và một cặp loa Pro hơn 2 triệu, một cặp loa C2 7 triệu. Thì nó chỉ rơi vào đâu đó ngót nghét hơn chục triệu thôi. Mà các bác được một bộ rất là hay, nghe hay và hát hay nhá các bác nhá. Được hai cặp loa. Hai cặp loa thì xin hỏi các bác nó có fail không? Đây ạ, từ từ em. Đây là một cặp Pro nhá. Đấy, một cặp Pro. Và em vặn cái máy bên này là một cặp bốt nữa này. Hai cặp nha, một cặp bốt này, một cặp Pro. Phê lắm các bạn ạ. Và các bạn có thấy nó phê không? Và tiếng bass của nó rất là sâu, phải nói là ngon, bổ rẻ trong tầm tiền. Đấy, các bạn mua được đúng hàng, đúng tiền, đúng của, các bác không bị sai. Còn những con này mà xịn, bên em bán toàn gần 20 triệu và trên 20 triệu tùy theo đời các bác ạ. Và đây là con nội địa Trung Quốc, em nói luôn. Đấy, hàng Trung Quốc. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi nhá. Dốc rách cả như là nước chảy. Vâng, em xin chân thành cảm ơn bác Tuấn Vũ đã chốt chiếc âm ly và cặp loa Prodio. Còn cặp loa bốt kia là em đấu thêm và để nó sử dụng một lúc là hai máy các bác nhá. Vì 506 này nó kiểu như dạng 203 nhưng nó sử dụng hai máy kênh công suất riêng biệt các bạn. Đấy, các bác có thể chạy được hai cặp loa bốt và một cặp hoặc là hai cặp Pro vẫn được các bạn. Vì mỗi một máy nó chạy từ 4 ohm trở lên. Đấy, các bác có thể nếu chơi con 506 này các bác có thể chơi 4 cặp loa. Đấy, đấu song song nhá, 4 cặp loa đấu song song. Ok. Đấy, nhưng với những cặp loa bát 20 và 25 thôi. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi Ngọc Quang Bắc Giang chia sẻ và test những sản phẩm cực kỳ là chất lượng và giá tiền thì siêu rẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.